Dư hy và công thức nước uống trắng da của cô ấy theo order của mọi người đã có rồi đây. Với nguyên liệu chính là quả lê gai, được xem là vua của các loại vitamin C, một quả lê gai bằng 25 quả chanh, thêm cả quả sung, cam, kim quất, táo đỏ, nụ hồng nữa. Công thức này chứa cực kỳ nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa. Rất lý tưởng cho chị em nào hay cú đêm, thiếu ngủ thì một ly trà vitamin C buổi sáng chua chua thơm thơm hương trái cây tự nhiên sẽ giúp tỉnh táo và trông rạng rỡ hơn nhiều. Nếu đã có C thì phải có A mới là bộ đôi hoàn hảo cho công cuộc chăm da. Đến công thức vitamin A, hàm lượng anthocyanin rất cao, chống lão hóa da, oxy hóa, thêm chút rau tầm đen có vị ngọt, tiếp thêm hoa hồng, cuối cùng là ba lát táo đỏ giúp da trắng hồng rạng rỡ hơn. Trà này uống vị ngọt, thanh thanh rất là ngon, hỗ trợ điều hòa từ bên trong rất là tốt. Việc bồi bổ cơ thể từ trong ra ngoài là điều thật sự quan trọng, cho nên chị nào chăm da dễ mỏi mà không cải thiện thì rinh ngay em combo này về mình dùng nha. Này không phải là thuốc và cũng không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu nha.